Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo có thêm một ca tử vong do COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 tử vong sinh năm 1931 ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nhập viện tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm SARS-CoV-2, mức độ nguy kịch, viêm phổi nặng, u đại tràng và thừa cân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Quảng Ngãi tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 53 người.